Ủa, chị Ngân chị nặn xong rồi? Giờ mới xông hơi chứ. Đạp bên này cũng như rồi. Bên này em chủ yếu bị mụn bên này. Ừ, bên này cũng như rồi. Ừ, em hay nằm nghiêng bên này à? Dạ, vâng đúng rồi. Ừ. Có tập nằm thẳng thì nó sẽ đỡ hơn, bởi vì cả đêm nằm mình nghiêng bên nào bên đấy nó sẽ bị nóng bí hơn à. Nó cũng dễ bị lên mụn hơn, nó lên nhiều hơn. Chị Liên sắp xong chưa? Chị Liên sắp xong chưa? Ừ, xong rồi lên làm cho bạn. Bảo Thúy làm cho bạn một ít trước đi. Đây điện thoại của ai rồi? Quay hẳn qua bên trái cho chị nhờ. Rồi ok. Chị làm cái góc này. Cái mụn viêm của em chị nặn chưa chị? À chị chưa em ạ.
Này mình sẽ phải xử lý hết mụn ẩn trước đã, xong mình xử lý mụn viêm sau. Vì trong mụn viêm thì nó sẽ có dịch ấy. Trong cái dịch cái mủ viêm đấy thì nó sẽ có chứa rất là nhiều vi khuẩn, nên là khi mình châm kim vào mà cái đấy nó cũng dính vi khuẩn rồi châm qua những chỗ khác thì nó dễ bị lan. Nên bao giờ thì bọn chị cũng phải xử lý cuối cùng. Còn nếu mà xử lý đầu tiên ấy, thì bên chị sẽ phải thay kim. Hai cái đấy mình sẽ sử dụng kim khác nhau, không được dùng cùng, nó dễ bị lan.
Cái đấy mụn, mụn đau thế. Ở dưới này nhân mụn to với là nó nằm ở dưới vùng xương quai hàm ấy. Hơi đau chứ. Đau hơn những vùng khác đúng không? Vâng. Này, em cố gắng một chút nữa thôi là sắp xong rồi đấy. Thank you.